Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 11. Alibi. Alibi. Anniversary. Anniversary. Đi trạng cái vị trình nào ấy, đi cả trạng vị trình nào được kìa. Break in. Break in. Đi đa tư trình nào ấy. Vì ai đa tư trình vừa, phần tác là cái đa tư trình nào ấy. Breeze, breeze, chữ noun, đặc biệt chữ noun. Scrum, scrum, đặc biệt chữ noun. Freezing, freezing, đặc biệt chữ adjective. Hardware, hardware, đặc biệt chữ noun. Interrogate, 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 chữ verb. Interview, interview, chữ verb. Investigate, investigate, đặc biệt với cái chữ verb. Merchandise, merchandise, đặc biệt chữ noun. Prosecute, prosecute, đặc biệt chữ verb. Speed, speed, chữ verb. Still, still, đặc biệt chữ verb. Sunset, sunset, đặc biệt chữ noun. Suspect, suspect, đặc biệt chữ noun. Lại nít đa tui chữ noun. Witness, 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 chữ noun. Hello everyone. Okay, now we start to learn our lesson. Unit 11, a scrum at the shop. A scrum là bắt đầu crack, nói ở hàng. Nó có mê riêng này cứ ôn ứng dồi cho bác ông bì ca pra ca phát con nhu. Tùm rộng cả phát con nhu, nhu càng là chụp bắt xì chùm rộng nó còn ta nhưng pra phát con nhu nó về nà hai tùm rộng phát con nhu nó cứ viên miền là khả quẹp ná positive negative hình quẹt sẵn mê riêng này cứ như dây ông bì giao thà describing what was being done at a specific time. Okay, tập những chập đá mê riêng. Nó còn mê riêng nó lưu cửu bàn được chọn thọt video an bật vô bọc bài vì tụng bùa đào này mê riêng tì động muối. Rồi hốt ở trong mình chọn này mê riêng tì động muối tay mà đó. Hay nàng chạy recording bọc bài lùng ẩn ở bốn dưỡng căn chập bà. Thèm tiết. Bần tỏ bị bốn bàn riêng đâu sẽ là hỏi. Bốn mần toàn vô bác bốn ai mơ video này xa lần mình. Ok tập. What are you doing? Ta nhạc ban cầm bông thừa vậy. Ta nhạc ban cầm bông thừa vậy. Anh ấy mình thật cao phát continue. Ta dừng phát continue nơi bên này. Chứ nó không bị đến nâng cứ bố nâng dô cho bác. Và match the word in the box with the pictures. Cú có biết là không bỏ ốc chỉ mua những cục hiệp. Write them in your notebook. So say, cụ viết là không notebook rồi bỏ nè. Scrum bắt ốc crack. Break in mình là đời dương xung rộng chỗ tía break in. Still luôn. Merchandise. Merchandise này mình nên thả tùm lệnh merchandise. Này viết cứ mình nên thả bởi chữ kỳ sắp mình là lộ lộ. Bởi chữ nó mình là tùm lệnh. Speed speed nó là bươn. Bởi chữ kỳ sắp và một con là bươn này chẳng hạn. Suspect nó cứ song sai. Chữ kỳ sắp là song sai. Bởi sân trên nào nó mới suspect nó hay chân song sai. Và việc nạn viện vì chỉ vớ với vị trí nào. Chúng bốn mơ rụp kia vậy. Listen to officer someone talking to people about what they were doing yesterday. Answer the question in your notebook.
What happened? Ta với ban cả là around nó mới là hai lắm. Bà hai chia mau bà mùi liên nghị sở mình. Ok, ta phone snap recording mà. Excuse me, Hyung. I'd like to ask you some questions. Okay, officer. What's the matter? Someone broke into Murugas General Store yesterday around 6 p.m. What were you doing at that time? Let's see. Yesterday at 6 p.m., I was eating dinner with my family at home. It was a special occasion. My parents have been married for 25 years. Okay, thank you. 2. Excuse me, Samna. Were you and your family walking in town yesterday around 6 p.m.? No, we weren't. Around 6 p.m., my family and I were driving to my brother's house. It was my nephew's birthday. They were having a party for him. What happened? Someone broke into Murugas General Store yesterday and stole some merchandise. I was wondering if you saw anything. 3. Excuse me, Wati. I'd like to ask you some questions. Were you working yesterday around 6 p.m.? Yes, I was. I was sweeping in front of the restaurant and talking to Bizette. Is this about the break-in at Morogot's general store? Do you suspect anyone? Yes, it is. No, I don't have any suspects yet. Did you see anything while you were sweeping? No, I didn't see anything. I wasn't looking. I only heard a car and saw it driving away from the store. They were speeding and almost hit another car. You should talk to Bizette. He saw them while we were talking. 4. Excuse me, Bizette. Buti says you saw something last night around 6 p.m. when Murugas General Store was broken into. Yes, I did. I saw two thieves. They were carrying two large boxes of merchandise. They were running to a car parked out front. Could you see what they were wearing? Oh yeah, I could, because it wasn't dark yet. They were wearing strange looking clothes. One thief was wearing a dark blue shirt and red pants. The other one was wearing an orange t-shirt and blue shorts. They were driving an old green Toyota. When they drove off, the car was going very fast. I think they almost hit another car. It was scary. Okay, Bizet, thank you very much. I now have an idea of who to suspect. Listen again. Are the statement correct or incorrect? Write the sentence in your notebook. Correct the sentence that are incorrect. Mình là cái ví dụ đại mình trầm trầm. Chúng con đọc xa lăng quýnh hay cái ví dụ đại mình trầm trầm. Mình là thầy, I was talking with my family. It was a special occasion. Nhóm công phong chỉ chơi chỉ mỗi cửa xa bắt nhóm. Vì cứ chơi ở các vị sạch ngồi. B. It was my nephew's birthday. Vì cứ chơi thằng ngày của công nào rồi bắt mùi rồi bắt nhóm. Nephew mùi bro bắt nhóm. We were having a party for him. Dưỡng ban công phong chụp liếng ở quạt. C. I was sweeping in front of the restaurant and talking to pizza. D. They were driving slowly. E. The thief were walking to a car parked in front. Mình là cháu cùng phụng đá, tàu lán đã chọn nó cùng phụng. One thief was wearing an orange t-shirt and blue shorts. Ok ta, bọn ai sạp xa lần mình. Bọn ai sạp tôi xa lần mình hơi. Cái mới ta bởi dụng nâng vìa khóc trọng nạn. Bọn ai sạp xa lần mình. Bọn ai sạp bàn thế. Chúng lời xí ní ra khi nhóm cầm phong sweep. Sweep nâng mình là bọc xong án. Nó một phổ dị tháp nên dây chúng một phí sật. Chẳng bọn ai dù cái lọ dù bị nái sweep nó nè bọc xong à sweep ví dụ nó cứ chỉ cao phát con nhu. Ok rule
Read and copy them into your notebook. We can use the past continuous. Dương ai pra past continuous. Đầm bay bỏ ra nếu sẽ cảm ơn phiếp. Cầm bông bằng tỏ. In progress. At a specific time in the past. Now I pay cho bác luật. Nó không nâng ở tay đại ca. Around 6 p.m. yesterday. Around nó nghĩa là bà hai lần này bỏ chung với nhé nè. Bà hai chỉ mong bà muối. Nên nghe mà sao lắm ấy. Cô xa cái nhóm hai những cái nhóm bàn cầm bông. Bà bó tàu tiết bỏ bỏ rộng cái nhóm. I was still doing my homework. Nhóm đâu tại thua homework bọc nhóm nâu mong bỏ buồn xàm xâm lý tí dụng. What he play? Ta quật cầm bông lê bảo tuột nâu mong bỏ bì cả bì thang ngay à tật môn rứ mong bỏ bì bà cả bì thang ngay tật môn rứ. Chẳng bốn mơ tùm rộng vía. Positive dụng sọ at 6:30 p.m. nơ mơ bồ môi xàm sập nhóm quạt niếng vía cầm bông nhạc chẳng là không ngầm lòng nâng ạ. W bạc sát bánh was nâng tư dư wasn't I, he, see it wasn't sleeping at 9:30 p.m. Question mình là ta dương tiên vơ rồi có vơ mà đang bị dụng mà was I see it running at 4:30 p.m. Short answer cứ dừng chơi từ tam vì số work recover. Yes, I see it was. No, I see it wasn't. At 6:30 p.m. you we day were. Chẳng chỉ mỗi vì you day dừng prao were. Eating. Negative, you, we, they, weren't, you and weren't sleeping at 9:30 p.m. Question, were you, we, they, running at 4:30 p.m.? Yes, you, we, they, were. No, you, we, they, weren't. Và những cái chữ tùm rung cao phát không dù. Hãy kỳ xu thái ta dương bà phạc thân dương nụ bê ná ôn mơ càng đá mũ dù dù. Make sentences bằng cao vô dục đời bà phạc thân dương tùm rộng phạc thân dương này biệt nông bà ọc. Watch, mơ, travel, vô đồng ná, talk, chữ chết, do, thơ, listen, đọc, eat, nhằm. Chẳng, at 4:30 p.m. I was doing my homework. B. They were traveling to Kampong Sound at 7:30 a.m. When the ship broke in at 6 p.m. Morakot. Why? Was eating dinner. What were you doing? Rồi cái dương ai xua tha. What were you talking to under the tree at 8 p.m.? She was she was listening to the radio at 9 p.m. They were watching a scary movie at 11:30 p.m. Scary là của thầy khai chứ. Chắc scary movies nó như con rương này mơ tố của thầy. Thì được mọi người ấy nữa. Complete the question and short answer about these times yesterday. Use was were and the word in bracket. Copy them into your notebook. Chúng bốn chăm listen, check hay repeat mất. Tập chăm tiếng sắp nó nhé. Thì
tape script 4.11.2. A. At 6:30 a.m., were you having breakfast? Yes, I was. No, I wasn't. B. Were you playing football at 11 a.m.? Yes, I was. No, I wasn't. C. Was your father working at 1 p.m.? Yes, he was. No, he wasn't. D. At 4:30 p.m., were you hanging out with your friends? Yes, I was. No, I wasn't. E. Was your family watching TV at 8 p.m.? Yes, we were. No, we weren't. Person phone number ban phone I snap sang with. Ask and answer question with your partner. At 6:30 a.m., were you having breakfast? No, I wasn't. I was walking Kiki. Mình đang kiếm cục bông mình đợi Kiki chạy qua đó. A break in. Unscribble the word under the picture and write them in your notebook. Nè, bốn bơ mơ. Rút phim nó ngay kì. Hay bốn ai. Ngay kì nè. Ok. Tiếng bốn ăn là tập bót hay chạm bốn nghiệp màu hôm bình. Ở biệt trong trọc của bạn. Why are local hardware shop busier than normal? Hãy đọc với hàng lụa cường hardware. Nông đồng bón nó cứ đồ vô chiêng thông mà đã. Hardware để chìa cường lẹ cả nạ để chìa cường. Để đây đủ tiếp nha, để lẹ cả nạ hardware. Và software nâng lẹ cả nạ để chìa cầm thi, cùng tơ cầm thi FCC nâng cao software. Hardware mình lẹ cả nạ để chìa cường mà lạc cường đại cường FCC nha, hardware. Tóc ôn mơ là bọt như thế nào kia. The post time learn last night then. Kể ta the post time đăng tha ca bị dụng môn. Officer xâm lạnh. Môn trầy xâm lạnh. Cầm phung sớm ẩn kết ca bị mật sơ mình. Chẳng đã cầm phung sớm ẩn kết ca xâm rốc chôn ca plon á. Ca bị lệnh nghệ mật sơ mình. Nào ái hãng Morcott General Store. Officer xâm lãnh ban dạy thả. Cốt công phong interview. Interview xâm phía. Nè, bộ này nè. Xâm phía. Một lúc mà nế nè, đây là nấu khăn lưng bón nâng. Và hai chế mau của mùi. The time of the gram. Về lý nịnh bọt của gram. The reporter, Nerika, nấu cần lại cắt hết. The scene, scene cần lại cắt hết. Bạn rộp khơi thả, nè rộp nế, sống phía. Miền, alibi nè. Alibi nè, mình đi thả, thì chỉ xả xây. Vì người đặt phọc tang chứ ngầm miên là sạc xây mùi. Vì có phọc tang mùi. Xâm rộng ở đây để phụ kê cùng phung thuốc nó mong rồi mùi. Nhưng ban bị dây chỉ mùi hiền. Mình là nẹ thọt rụp. Ở dụ đọc rằm cho nằm nẹ à. Đọc rằm cho nằm nẹ. Nếu cùng phung thọt rụp nó cần lại cả hạt bọt ốc rớt nữa. Cả bị bực mến nó mọc đọc. Nhưng bạn dạy thà nên cũng phụng celebrate property phục áp bí bí tì mà phê phạm bọc phụng lại bỏ niềng cả bí dụng môn. Vì sất hai nâng vụ thi bạn dạy thà phục kế cũng phụng tay chạy chạy cái nìa nó mục phụng lý thán chân phải chỉ mau vùng môi. Vụ thi rồi vốn là bọc nó bê đài bọt ốc rớt nó cứ cả làng occur nó cả làng bị hẹp hẹn nhé.
Cốt ban dây thả cốt ban khơi làng. Nó về là việc cầm bông bằng can lượng bươn và bò dạng lươn trên đó. Both said. Thằng Pi đã nói ban dây thả officer xâm lãnh. Cứ mần ban ăn nhạt ở phụ kế phía xá nẹ đáy rư gò vầy đáy phụ kế ban khơi cao dụng một tiệm. Lúc về đài dương ban dây tờ can officer xâm lãnh. Đoàn tiệt ngày nít. Quát ban dây thả, quát ban cầm bông tới chất nâng chảo để quát ban song sái đã thu khổ trọng. Dương đăng tha ở vầy vầy đại bộ cái cầm bông sliệp bẹp. Ây, dương ban miên ca bò rà nìa ẩm phí lá đại bộ cái cầm bông bạc bọc. The local hardware shop hàng lụ cường hardware trong lòng bọn nâng ngày nít cứ rồi vô chiến thông mà đạt. Hàng mà chắc hàng bà này dây tham lùm một nếp cũng phong ta miên ở rộng ảnh tế xa. Nào vô ảnh tế xa sử dụng xa lên á. Cà bì nghĩa đi. Hai cũng phong tình sau thàn tiết xâm rập thuyết rồi bộ phục kỳ. Chân phong mơ này ta biết nó dừng. Ta mạch ảnh ảnh cứ anniversary, interview, investigate, hardware, alibi. Ôn mơ ạ bọn nó vô ra đặt đơn thả viện nà. Đặt ở về correct mong á. Choose the correct word. Write the sentence in your notebook. Chúng ôn mơ này vì A đó là E. Chúng ôn chăm sẽ đọc mơ. Tìm toàn. Ở vậy đây phụ chơi rớt ta. Your word interview. Rưu có word interviewing. Chúng ví dụ mùi mùi nhận. Tape script 4.11.3. A. Officer Samlan said he was interviewing people who were in the area at 6 p.m. B. She was taking photos of the crime scene this morning at 10 a.m. C. Pizzat and Woody said they were talking in front of the Chinese restaurant around 6 p.m. D. When we spoke to Officer Samlan again today, he said he was getting close to the thieves he suspects were responsible. E. One shop owner said people were feeling nervous this afternoon and were buying extra locks for their doors. Okay. Write sentences describing what were happening in the classroom at 10:30 a.m. Use the verb in the box to help. Write the sentence in your notebook. Play, lay, draw, cu cùng lú, cut, cut, eat, nhâm, write, so say, read, and ask, so talk. Example. At 10:30 a.m., Woody was eating rice with pork. No more đọc 30 a.m., Woody cầm bông nhằm, bàn cầm bông nhằm bái chỉ mỗi sạch chuột. Chân cái ổn phố nâng ai sơ xê ví dụ được luôn ai mong rơi pra kê sắp tình ổn định. Chân phố nâng ai sơ xê luôn ai. What were you doing? Ta nẹ ban cầm phung thủ ấy. With a partner chì mùi đài cú. Talk about the past week and the thing you were doing. Try to find activity and times in common. Make note in your notebook. Example, what were you doing at 4:30 p.m. on Saturday? Ta nẹ ban cầm bung thua vầy nằm mong 4:30 ca bì ngày sau. Mong 4 là nghĩa nữa. I was shopping with my mom. I was too. Rưu gọi dương ảnh dây thác. I was drawing a picture. What were you doing last night at 8 p.m.? I was cái đã useful language pizza để mình bây giờ nhưng anh was too anh không phong đại rồi còn me too rồi còn so was I và cái clear là không có chân đá không có chân đá. Ok, write 5 sentences about your conversation with your partner. Example, at 4:30 p.m. on Saturday,
Pisay and I were both shopping. On Monday at 2 p.m., I was taking a nap. Take a nap. Nghĩa là dừng kinh về ngày á. Dừng hẳn là đi ngày nhé. Pisay was working in the garden. To catch a thief, catch a chap, hay là chap chào. What do you remember? With your partner, tell each other what you remember about the break-in at Morakot General Store. Mark the picture with the correct word in the box. Write them in your notebook. Breathe, breathing with shalom high. Interrogate, mình sùa, sạ sùa. Sùa chấm lại chứ nha. Interrogate. Sunset về prát lịch. Witness sạ say. Freezing đã là nghĩa đã được chạy. Prosecute. Prosecute nghĩa là được dường cặp tố cả đấy nha. Prosecute. Listen to officer some line interrogating a suspect. Đáp tàu mình trai some line. Yeah. Sùa chấm lại chân sẵn sàng. Interrogate nó cứ xả xua xua chậm lại thế nó interrogate đấy. Chẳng còn chăm sóc nữa. Còn tại đồng bay của mọi sập tràn xả, còn sập này nó hay bùng bình tạm đó. What does the suspect say he was doing at 6 p.m. Ta chân song say như vậy ở quay. Thật quát cũng không thua nó mong vào mùi nào. Đọc đoàn tiết hai mình bình là con chân lọc nó chỉ môi biệt trong trào. Chân bốn trăm tiếng đọc. Tape script 4.11.4. What were you doing on Monday at 6 p.m. when Murugas General Store was broken into? I was fishing at the lake. Okay, what time did you arrive at the lake? Let's see. It was raining and it was getting dark, so around 5:45 p.m. Were you fishing alone? I was fishing with my friend Buti. Are you sure? Yes, I remember it well. By 6 p.m. we were freezing because it was raining and getting dark. The fish weren't biting either. It was boring. Before we continue, I want to remind you that I could have you prosecuted and sent to jail if I thought you weren't telling the truth. I am telling the truth. Okay, here's what I think. You weren't fishing at the lake at 6 p.m. and you weren't freezing. Instead, at 6 p.m, you were breaking into Murugas General Store and stealing merchandise. How do you know? Simple. It wasn't raining or cold on Monday, and it wasn't getting dark when you arrived at the lake. I know this because I was sitting outside enjoying the sunset at 6 p.m. and a warm breeze was blowing. You weren't fishing with Vuti either. On Monday at 6 p.m, he was working at his family restaurant. Finally, you weren't wearing green pants and a red jacket. I have a witness who says you weren't wearing the clothes you have on now, an orange t-shirt and blue shorts. Bersen pun sedap apa pun aj. Sedap salam pun. Okay. Ta đã cầm phung thuế là ngày chẳng nó mở một mối nó về đài hàng một đặc cột General Store nó rồi bàn kì xung rộng chỗ luôn cháu là cái nhóm này nó bằng ok ta mong mà nè một đó nó bằng let's see thật mớ vì cầm phung liên hơi mạch ngọn ngật được chứ này và hai chỉ mong buồn xa giúp pram ta đã tụi là tụi trai tại ai rứ giống tụi trai chỉ mới một bọc giống vụt thì à dù xuống cho bà tế dạ yeah, giống trăm tha giống trăm vi phọc đá bài nó mới tha trong dây tha bình chạy thăm về để cốt á nó mau của môi là nghe cốt á trong nó mau của môi lắm giờ nghe cái này vì pru vi cầm bụng liền hai căn tay là ngật ghét trình tạng ghét nó căn tay được tay á trái cứ mình trâu bàn bài đinh ai đờ cho người ta bị ọt xì á bài nó khăm cho người ta trái ọt khăm xì vì em ấy môn quê dân mình tỏ nhóm trong rụng lực nẹ thá nhóm miên nhóm
tố nẹ hay bình chu nẹ tố đã cục chèo chèo lắm cục á và dân nhung cất than nẹ nẹ mình prap ca bật với chàng mong chào ra kì ông này dây ca bật nẹ prap ca bật nẹ cứ dịu vài được chồng cất nẹ nắc mân cầm phong stui trai nọ băng nọ màu của mối tê hay nẹ phải chìa mân cầm phong được nghi đài tôi tự vinh instead tôi tự vinh nọ màu của mối phí ẩm nẹ mạnh nó hàng một cái general store hay lùi tùm lệnh still lùi mặc chân lái nó tùm lệnh chào thì how do you know ta nè đang nhận mạch simple thòm ra thì vì mình cũng phong phiên rồi có sự chạy tên là ngày chán nó vì ngất nó về để nè một đo băng nhóm đang đường này vì bước nhóm ổng quay nó càng cao mở đời bình chất mơ à về ra dẫn lệnh nào ai mong vào mùi hai năng cho là chạy ai cũng phong bỏ lô nó bỏ lòng mấy nó nè chỉ mời vật thi phỏng đại nó ngay chán nó mong một muối quạt cùng phong tôi cá nó không có gì đi than cứ sao quạt thả chỉ trong cõi nè mình cùng phong bẹ khao bỏ bài toàn hay là áo jacket bỏ bỏ hỏng tê nhưng miên xạ xây muối nè đây là dây than nè nè chúng đến bẹ đây nè bẹ ai lắm nè áo dứt bỏ từ cõi hay là khóc lấy bỏ kiểu chân phôn mơ lại nế emerging sở mang sở mai thá nẹ miên ca phía xá nó không cửa xa bạc nẹ hai đồ ấy nẹ mân nôm dọc chọn nẹ ọt đặc cô mà cô nhí chọn vì sở mai chất đặc tây tiết nó cửa xa bạc nẹ nâng cư nhạc mạch tài use the word pra biệt nông bật ọp đồng bay bằng phênh ca xôn thật nìa wash dishes liền chán study sạc xá khúc chồng ăn nằm sló repair chút chút là vài muối xong xinh talk on phone để tụ sắp feel sick chứ read and practice hạt vài muối mà đã chân trìa why didn't you bring in the cow hạt ấy nè mình đặt cô mộ chân trìa thả mạnh là về là xiên hạt ấy nè hạt ấy quần lọ mình đặt cô mộ quần lọ thả mạnh nó mong vừa giam sọc còn tỏ mốc nhóm để thức ngay vì vừa tài mệnh bá mình cũng không thua vậy vậy bình mà ngay ai hãy lấy ban chỉ còn mình đặt cổ chẳng đã ổn mới cố bình mà ngay khi mình ai đặt cổ một phòng đại chẳng đọc lòng địa điểm nhắn cư phần nắng bồn ai mơ xa lòng với những vật sân bồn mà chữ bạc hay đọc lòng địa điểm nhắn cư bồn dô chữ bạc ổng phi ca pra phát còn nhiều chúng ta cứ pra phát còn nhiều về nó tụm rong positive negative question như nãy thì phụ huynh vô chụp nên số mà con phụ huynh để bàn chụp lại về để mở video được group bị đa chọn chụp nhé nó mới liên tiếp tập đi goodbye.